Ngoại trưởng Hungary cho biết cơ hội sử dụng năng lượng hạt nhân khi hợp tác với Rosatom là phù hợp với lợi ích quốc gia của Hungary. Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Park 2 là một dự án quốc tế lớn và ngoài Rosatom, nó còn có sự tham gia của các công ty Mỹ, Đức và Pháp. Vào tháng 8, Rosatom đã ký thỏa thuận với Hungary để khởi công xây dựng hai lò phản ứng cho nhà máy điện hạt nhân Park 2. Budapest trước đó đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với Hungary và các nước EU lân cận. Năng lượng hạt nhân không nằm trong phạm vi các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga, và Hungary đã nhiều lần tuyên bố sẽ phản đối mọi nỗ lực áp đặt các hạn chế đối với lĩnh vực này.